Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ Ngọc Trinh, nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp luật đã bị phá vỡ. Ngày 25 tháng 10, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Vụ Ngọc Trinh, mọi người không bình đẳng trước pháp luật tại Việt Nam. AFA dẫn quan điểm của luật sư Đặng Đình Mạnh khi đối chiếu hai vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh và quốc cơ quốc nghiệp cho rằng nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật đã bị phá vỡ và đây là hình bài bình luận trên rfa theo đó rfa cho hay ngay sau khi ngọc trinh bị bắt và khởi tố tội gây rối trật tự công cộng thì cư dân mạng liền lan truyền một video khác của hai nghệ sĩ siết nổi tiếng là quốc cơ và quốc nghiệp biểu diễn chồng đầu khi đang chạy xe máy những yếu tố mà cơ quan điều tra dùng để buộc tội Ngọc Trinh đều giống như vụ việc của hai nghệ sĩ Siết, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp luật sư mạnh cho biết. Nếu soi chiếu các yếu tố mà Ngọc Trinh bị cáo buộc thì nó sẽ tương đồng với vụ của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp và do nó tương đồng mà nếu hai bạn Quốc Cơ và Quốc Nghiệp không bị khởi tố giống như Ngọc Trinh thì nó sẽ đưa đến một hiện tượng không đảm bảo được nguyên tắc xử lý pháp luật hình sự là mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật, tức là nếu phạm tội như nhau thì phải có sự trừng phạt như nhau. Trong khi đó, AFA cho hay vào ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức được truyền thông dẫn nhận định về vụ quốc cơ quốc nghiệp rằng đây là vụ việc hành chính không có dấu hiệu tội phạm. Qua xác minh, khu vực quay phim, ghi hình là tuyến đường chưa được kết nối giao thông vào mạng lưới giao thông đường bộ nên không thuộc sự điều chỉnh của luật giao thông đường bộ. Và đây là hình màn trình diễn của anh em nghệ sĩ siết, quốc cơ, quốc nghiệp. AFA dẫn ý kiến của một luật sư trong nước cho rằng họ diễn giải luật, áp dụng luật hết sức tùy tiện, làm cho xã hội này cảm thấy nôm nớp lo sợ, lúc nào cũng sợ hãi, mình có thể bị bắt bất kỳ lúc nào. Cả xã hội này, ai cũng có thể bị khởi tố, về những hành vi rất nhỏ, chỉ cần vi phạm hành chính thôi. Nhưng mà người dân chú ý like và share nhiều quá là bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, thế thì chết dở. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, sự bất bình đẳng về cư xử đối với mọi người trước pháp lý nó sẽ đẩy đến chỗ là mọi người không còn tin cậy vào pháp lý nữa. Vụ của quốc cơ và quốc nghiệp bị công chúng đưa ra so sánh. Thứ nhất, nó thể hiện rằng công chúng đã thấy được là khởi tố đối với Ngọc Trinh là vô lý. AFA cho biết, có một quan niệm phổ biến trong tâm trí người dân Việt Nam là tránh nhắc tới các vấn đề chính trị, xã hội để được yên ổn làm ăn sinh sống. Nhưng Ngọc Trinh, cô người mẫu có sức hút trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, cô này chưa bao giờ đã động gì đến vấn đề chính trị, xã hội, vẫn bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố một cách vô lý ngoài ra các tờ báo trong nước cũng đăng tải hàng loạt bài viết kết tội nặng nề cô người mẫu này và đây là hình một bài viết kết án ngọc trinh với những lời lẽ nặng nề luật sư đặng đình mạnh cho rằng ở việt nam sự bảo vệ cho cá nhân về phương diện pháp lý rất mong manh trong điều kiện là sự bất công gần như tràn lan không chừa một đối tượng nào hết thì dù mình có đề cập đến chính trị hay không rồi một ngày xấu trời nào đó bất công nó vẫn sẽ gõ cửa nhà mình như thường. Vì vậy cho nên, mọi người có quan niệm rằng đừng nói đến chính trị để được yên thân thì đây là một quan niệm mà càng ngày càng lộ rõ ra là một quan niệm sai lầm. Luật sư dấu tên cho biết thêm, sinh viên luật được dạy rằng luật pháp là ý chí của giai cấp nắm quyền được nâng lên thành luật mà nhà làm luật ở Việt Nam là Đảng Cộng sản. Thế thì bây giờ Ai nói trái hay làm trái lại với ý chí của đảng Cộng sản thì họ sẽ tìm cách triệt hạ ngay. Cho nên luật pháp không bảo vệ dân đâu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vũ Ngọc Trinh, nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp luật đã bị phá vỡ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Một tổ chức nhân quyền của Myanmar cáo buộc Việt Nam trợ giúp cho chính quyền quân sự Myanmar. Ngày 20 tháng 10, AFA tiếng Việt có bài về tình trạng việt nam trợ giúp cho chính quyền quân sự myanmar theo đó tổ chức nhân quyền công lý cho myanmar viết tắt gfm kêu gọi việt nam ngừng việc trợ giúp tài chính và quân sự cho chính quyền quân sự myanmar đồng thời thúc giục quốc tế trừng phạt nhiều doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp việt nam vì tiếp tay cho quân đội myanmar vi phạm nhân quyền afa dẫn kết quả điều tra của gfm cho biết tập đoàn truyền thông vệ tinh của Đức Endersatcom GmbH từ năm 2016 đã cung cấp hỗ trợ đáng kể cho hệ thống liên lạc vệ tinh của quân đội Myanmar. Những hỗ trợ này bao gồm phần cứng và phần mềm liên lạc vệ tinh 5G, trạm cố định và thiết bị thông tin liên lạc trong quân đội để sử dụng trong trung tâm Meltila, một khu vực thường xuyên xảy ra xung đột ở Myanmar. Các thiết bị của ND Sacom đã được gửi từ Việt Nam đến quân đội Myanmar lần gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2021. Và đây là hình bài trên RFA. Cáo bộ của GFM cho biết, Tham gia vào việc cung cấp này là một liên danh giữa một công ty tư nhân của Myanmar và công ty cổ phần đầu tư và công nghệ OSP của Việt Nam có trụ sở ở Hà Nội. Ngoài ra, một công ty của Singapore cũng tham gia cung cấp thiết bị ND Satcom cho quân đội Myanmar. Công ty này thuộc sở hữu của Nguyễn Hồng Sơn, người đồng sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của OSB, đồng thời cũng là giám đốc liên doanh tại Myanmar đã đề cập ở trên. AFA dẫn thông cáo báo chí của GFM ngày 18 tháng 10 viết rằng: Quân đội Myanmar chịu trách nhiệm về tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người được thực hiện hoàn toàn không bị trừng phạt, được hỗ trợ bởi công nghệ truyền thông ND .com. Theo GFM, ND đã cải thiện khả năng liên lạc của quân đội Myanmar và giúp lực lượng này giết người bừa bãi, tra tấn, hãm hiếp, sang bằng toàn bộ các ngôi làng, phá hủy thực phẩm và buộc dân thường phải di dời hàng loạt. GFM kêu gọi Đức và các quốc gia thuộc Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến việc trợ giúp quân đội Myanmar, cũng như đồng lõ với các tội ác quốc tế của nước này, trong đó có công ty cổ phần đầu tư và công nghệ OSB, cũng như các giám đốc và chủ sở hữu của doanh nghiệp này. Và đây là hình ông Nguyễn Hồng Sơn trong một hoạt động của OSB. Thông cáo nói Việt Nam và Singapore, hai quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên ngăn chặn dòng vũ khí sang Myanmar, cần chấm dứt ngay một hoạt động chuyển giao vũ khí, thiết bị, công nghệ và kinh phí cho chính quyền quân sự. Trong email gửi AFA, phát ngôn nhân Yadana Mon của GFM viết, Việt Nam là nước hỗ trợ chính trong khu vực cho quân đội Myanmar bất hợp pháp và tàn bạo, cung cấp nguồn tài chính thông qua Viettel cũng như cung cấp thiết bị và công nghệ quân sự thông qua các công ty trong đó có osb chúng tôi kêu gọi việt nam ngừng trợ giúp tài chính và quân sự cho chính quyền quân sự hiện nay phù hợp với trách nhiệm nhân quyền quốc tế của họ khi phóng viên rfa gọi điện cho công ty đầu tư và công nghệ osb để kiểm chứng thông tin mà gfm đưa ra một nhân viên nữ của công ty nói rằng OSB có tham gia đấu thầu ở Myanmar những năm từ năm 2015 đến năm 2016, nhưng không trúng thầu và không có hoạt động gì ở quốc gia này từ năm 2017. AFA cho biết thêm, OSB là doanh nghiệp thứ hai của Việt Nam bị GFM cáo buộc có liên quan đến quân đội Myanmar. Vào cuối năm 2020, GFM đưa ra báo cáo trong đó có tố cáo tập đoàn công nghệ Viễn thông Quân đội của Việt Nam, tức Viettel là cổ đông lớn nhất của công ty viễn thông MyTel của Myanmar, trợ giúp cho những hoạt động tham nhũng và tội ác quốc tế của lực lượng này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin một tổ chức nhân quyền của Myanmar cáo buộc Việt Nam trợ giúp cho chính quyền quân sự Myanmar